Kính thưa quý vị thì xin lỗi các vị, nó có vấn đề trục trặc một chút xíu về mặt kỹ thuật. Nhưng mà bây giờ chúng ta xin lỗi là trục trặc về mặt kỹ thuật một chút, là vì tôi quên chuyển cái chế độ từ chế độ wifi qua chế độ điện thoại thông dụng. Bây giờ huynh đệ chúng ta tiếp tục như thường lệ, là sáng nay là ngày thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2019, chúng ta tiếp tục học về bộ kinh Thắng Mang. Thưa quý vị, hiện bây giờ tại nơi miền Đông Bắc Hoa Kỳ thì có lẽ bữa nay là cái bữa cuối của cái mùa hè, mùa nóng, coi như là buổi cuối cùng, theo tôi nghĩ như vậy. Bắt đầu từ ngày mai thì khí hậu sẽ mát và mát dần dẫn cho tới vào mùa đông giá rét. Thành ra bữa nay là cái bữa khí hậu nóng, nóng có nghĩa là nóng lên tới gần 90 độ F, là bữa cuối của mùa mùa hè bắt đầu sang thu. Đối với Việt Nam thì xưa nay người ta quan niệm là bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân thì tháng giêng, tháng 2, tháng 3. Mùa hạ thì tháng 4, tháng 5, tháng 6. Rồi mùa thu là tháng 7, tháng 8, tháng 9. Và còn lại 3 tháng cuối cùng là 10 và 12 tháng chạp, đó là mùa đông. Nhưng mà cái quả địa cầu nó vòng xoay quanh cái quỹ đạo, cho nên nó lệch qua một chút. Thì đối với Hoa Kỳ thì mùa này bắt đầu nó mới có bắt đầu gọi là len lén vào thu. Dầu rằng bữa nay là tháng 9 âm lịch rồi, nhưng mà coi như là khoảng chừng nửa tháng nữa trở lên mới chính thức vào thu hẳn. Thì ngày nay là cái ngày có thể là nóng, nóng buổi nóng cuối trong cái mùa nóng. Bắt đầu ngày mai là trời khí hậu nó dịu dần cho tới khi nó hết thu và sang đông. Thì tiếp tục huynh đệ mình chia sẻ về cái bộ kinh Thắng Mang, mà chúng ta đã trải qua 11 kỳ và hôm nay là kỳ thứ 12. Kỳ thứ 12 và chúng ta cũng đang đi ngang cái chương chương thứ 3, đó là chương hạnh nguyện của Bồ Tát, hay nói khác hơn là ba đại nguyện của phu nhân Thắng Mang. Thì như tôi đã chia sẻ đại chúng á, kỳ trước á, thì hạnh nguyện của Bồ Tát á, thì thông thường chúng ta nghe nói là có ba, đó là Bồ Tát Tâm, Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Nguyện. Đó là ba yếu tố mà đưa đến quyết định để tiến đến Phật thừa. Nếu ai mà có được ba cái việc đó đó, và đang thực tập ba cái việc đó, thì trải suốt con đường tu và hành đạo cho đến đạt cái địa vị không thối chuyển. Còn nếu mà chúng ta không có rộng mở, không có phát cái tâm Bồ Tát, không có phát cái hạnh Bồ Tát, không có phát nguyện Bồ Tát, thì đường tu ta nó dễ dàng thối chuyển. Thưa các vị, một cái cây á, thì không thể nào không có rễ, và có rễ thì không thể nào không có thân, mà có thân thì không thể nào không có nhánh lá chồi tược. Vậy một cái cây mà có rễ đó là biểu trưng cho cái Phật giáo chánh thống nguyên thủy. Khi mà từ cái mầm cái rễ đó mọc lên cái thân á, thì biểu trưng cho Phật giáo tiểu thừa. Mà cái cây mà nó có thân thì nó phải đòi hỏi phải có nhánh lá chồi tược,
để nó phát triển thì nó biểu trưng cho Đại Thừa Phật Giáo. Như vậy thì từ đầu cho tới kinh này đó, từ đầu cho đến hết cái bộ kinh này đó, thì Phu Nhân Thắng Mang luôn luôn gọi là nguyện nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp tức là nhiếp thọ ba la mật, mà nhiếp thọ ba la mật tức là nhiếp thọ Đại Thừa. Như vậy thì chánh pháp là cái phẩm tánh siêu việt của chư Như Lai, nó khác hơn là Như Lai tàng bản thể. Như vậy nếu chúng ta nhiếp thọ chánh pháp có nghĩa là chúng ta đã nhiếp thọ ba la mật. Ba la mật là chúng ta đạt tới cái chỗ cứu cánh tuyệt đối. Mà khi mà chúng ta đạt tới cứu cánh tuyệt đối á, thì đó là chúng ta mới nhiếp thọ Đại Thừa. Còn bước đường tu của chúng ta mà nếu chúng ta không có phát nguyện nhiếp thọ chánh pháp thì có nghĩa là chúng ta không có nhiếp thọ ba la mật. Mà không nhiếp thọ ba la mật thì chúng ta dù có học, có nghe cỡ nào đi nữa chỉ là tốn công vô ích. Bởi vì cái quá trình tu tập nó không phải đòi hỏi cái nghe nhiều, đòi hỏi cái học rộng, để mà nói tới đâu thầy nói tới đâu là mình nói lại rót rót tới đó. Không phải. Cái đó nó chưa phải, mà nó đòi hỏi sự ứng dụng, nó đòi hỏi cái sự nghĩ tới lợi ích cho số đông. Cho nên người tu hành là người phải quyết chí đạt trên con đường gọi là nhiếp thọ chánh pháp. Mà từ đầu kinh cho tới cuối cùng của bộ kinh này, Phu Nhân Thắng Mang nguyện một lòng nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp có nghĩa là mình đã chấp nhận, đã nhiếp hóa, đã thọ lãnh chánh pháp rồi. Có nghĩa là mình chấp nhận cái sự bất cứ một cái sự việc gì trên trần đời này, mình chấp nhận sự thua thiệt. Mình đừng bao giờ mình thấy cái chuyện của mình làm, thấy cái chuyện của mình phục vụ cho ai đó thì cái đó mình nghĩ là nó cao cả, nó lớn lao không có. Rớt. Mà thầy nào mà vô phước lắm mới có những cái đồ đệ, có những cái tư tưởng ích kỷ hẹp hòi, có những cái tư tưởng mà coi như ý mình là thông thái, và coi như mình là quyền bính tất cả, là đó là thầy đó, thầy không có đủ phước đức. Đối với bản thân tôi, trên bước đường tu hành cũng vậy, tôi luôn luôn cảnh giác này. Tới Phật tử nào mà có cái mầm móng mà gọi là muốn làm chủ tôi đó thì dường như là phải cách này cách khác, là phải coi như là phải rớt thôi. Bởi vì lý do rằng là thường thường một người Phật tử mà làm chủ ông thầy rồi đó thì coi như quay cuồng. Quay cuồng đó là muốn ông thầy đó là ông thầy của riêng mình. Bất cứ hành động gì lớn nhỏ của ông thầy đó đều phải giống như là trình thưa. Mà nếu không trình thưa qua người Phật tử đó, rồi giận hờn, rồi phiền não, rồi công kích, rồi thậm chí chửi bới. Đây là cái mối di họa cho Phật Pháp. Đó là những cái phần tử, nó thật sự nó có tâm, nhưng mà nó phá hoại chánh pháp, nó không nhiếp thọ chánh pháp. Bởi vì cái người mà nhiếp thọ chánh pháp có nghĩa là đồng lòng nhiếp thọ ba la mật. Ba la mật là cứu cánh rồi, là đạt tới cái chỗ mà buông xả rồi. Mà nhiếp thọ ba la mật thì có nghĩa là mới nhiếp thọ được Đại Thừa. Còn không là không gánh nặng trên cái bờ vai của mình chánh pháp hay là ba la mật hay là Đại Thừa. Người tu hành đạt tới thần thông có nghĩa là đi, thần thông không phải là đi trên mây, mà thần thông là đi trên mặt đất. Đi trên mặt đất mà người có cái đồng thời đi trên mặt đất mà người có tâm ô nhiễm bẩn nhơ là chúng sanh, còn người có tâm chánh niệm thanh thản, có tâm hồn ôm cả vũ trụ bao la thì người đó mới gọi là người có thần thông diệu dụng. Cái người tu mà xưa nay có câu là gió cuốn mây đen về biển cả, một vầng trăng sáng giữa trời xanh. Gió cuốn mây đen về biển cả, một vầng trăng sáng giữa trời xanh. Gió mà người tu hành làm sao mà cuốn mây đen về biển cả. Còn nhiều khi cuộc đời nó không có sóng gió, mà mình tự tạo cái lớp mây để cho mình bao phủ mình phiền não, rồi kéo tới người phiền não, rồi kéo bè kéo cánh phiền não nữa, thì đây là phá pháp.
mà phá pháp thì đồng tội với ác ma các vị nhé. Cho nên người tu hành là phải để gió cuốn mây đen về biển cả, chứ không phải người tu hành mà để làm cho sóng gió nổi dậy. Chuyện không nói có, chuyện có nói không, chuyện ít xích ra nhiều, rồi nghi ngờ, rồi bảo thủ, rồi độc tài, rồi ích kỷ, rồi nhỏ nhen, không có. Cho nên phu nhân Thắng Mang, một người nữ Phật tử, nhưng mà với cái đại nguyện vô cùng thanh tịnh, cho nên một vầng trăng sáng giữa trời xanh, gió cuốn mây đen về biển cả, một vầng trăng sáng giữa trời xanh. Thì thưa các vị, là thông thường á, chúng ta nghe nó có hai cái hạng người đến với đạo, dầu là xuất gia cũng vậy mà tại gia cũng vậy. Xuất gia hay tại gia cũng đều có hai hạng người đến với đạo, đó là hạng hảo tâm và hạng khổ tâm. Cái hạng mà hảo tâm đến với đạo á, thì tôi ví dụ như phu nhân Thắng Mang đó chẳng hạn, có nghĩa là căn lành đã nhiều đời, đã trồng cái hạt giống đối với Tam Bảo, cho nên tính tâm thâm sâu, nên hoàn cảnh nào đó thì cũng vững lòng đó. Và ý thức được chính mình không xa rời đạo. Cuộc đời dầu đó có đổi thay, trăng dầu có bị mây che chắn, trời dầu có bị mây đen buông phủ, nhưng mà cái thấy của người có căn lành hảo tâm đó, thì biết rằng trời bị mây che, trăng bị mây trắng, chứ không phải là trời lưu hay trăng mờ. Mà trăng kia vẫn sáng trong lòng mình, trời kia vẫn vằng vặc, sáng tỏ trong lòng mình. Đạo cũng như vậy. Đạo hay là Phật đạo, nó gom rõ lại, đều là từ nơi con tim và khối óc của mình. Cuộc đời đã đổi thay, cứ đổi thay, lòng người thay đổi, cứ thay đổi, mà tâm ta vẫn là hảo tâm. Vẫn là hảo tâm, ta không có gì chùn bước. Có khi thất bại chuyện này, nhưng mà trong cái thất bại đó, nó may mắn ở khía cạnh khác. Tôi đơn giản, thí dụ như bây giờ tôi với một ông đệ tử của tôi, bây giờ thực tế đây chứ không nói đâu xa lạ. Hai qua Mỹ, hai thầy trò, mà hai thầy trò, tuy rằng thầy trò, nhưng mà nó cùng một tuổi. Hai thầy trò cùng một tuổi và biết được, coi như là dầu rằng tôi đã đạo Phật là lấy nhân quả làm chính, nhưng mà điều cũng có nghiên cứu tìm hiểu cho vui cái về mặt tử vi, biết được năm nay là cái tuổi này là hai thầy trò nó ghép vào cái dòng tam tai, nó không bị thị phi, không bị khốn đốn thì cũng bị tật bệnh. Thì rõ, tôi thì cái người coi như là không tin điều đó mấy đâu, vì tôi tin nhân quả. Nhưng mà khi cái nghiệp nó đến rồi á, nó trả cái nghiệp đến rồi đó, thì các vị thấy dầu có né tránh, dầu có lên rừng, dầu có xuống biển, dầu trốn ở đâu không khỏi. Dầu trốn ở đâu cũng mang tai, mang tiếng, cũng thị phi nhân ngã. Nhưng mà rồi sao? Cái ông thầy đệ tử tôi, ông nói con cũng không khác gì thầy, nhưng mà không biết chuyện gì đây. Thật ra thì thưa các vị, mấy hôm nay thì coi như là ông bị bệnh, ông nằm ở trong bệnh viện, ông mổ. Mà ở tại Mỹ này thôi, mà chỉ có cái bệnh nước ở trong phổi, nhưng mà không lấy ra được, buộc lòng phải tiểu phẫu. Thì các vị thấy á, cho nên hai thầy trò, dầu là thầy trò nhưng mà sanh một năm, người thì mang thị phi tai tiếng, người thì mang bệnh tật mẫu xẻ, các vị thấy không? Cho nên đâu phải dễ dàng một sớm một chiều mà mình hết liền được cái nghiệp của mình đâu. Cho nên trong cái dịp rủi này á, thì thông thường nếu chúng ta là người tu hành, chúng ta biết cảm ơn đó. Cảm ơn nó, cái gì nó qua rồi đó, mình cảm ơn nó đi. Nếu thậm chí mình quên được á, mình quên nó đi, thì coi như mình sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên thì mình còn là phàm, cho nên mình có những cái điều mình lo âu, mình sợ hãi. Khi mang tai tiếng thì sợ Phật tử họ buồn, họ giận, họ ghét, họ xa lánh mình. Vì mình có một cái mưu đồ riêng. Bất cứ mưu đồ là thiện hay là ác, mưu đồ ác là mưu đồ lợi mình,
mưu đồ thiện là mưu đồ lợi cho đạo, lợi cho số đông, thì cũng là mưu đồ, mưu ý. Cho nên khi nghĩ tới con đường lợi cho số đông mà mình bị cái hoàn cảnh chi phối, mình cũng động chứ. Khi mình nghĩ cho lợi cho riêng mình, ích kỷ cho riêng mình bị hoàn cảnh chi phối, mình cũng bị động chứ. Nhưng mà hai cái động này nó khác. Khi nghĩ cho riêng mình, ích kỷ cho riêng mình, cho nên bị động á, mình đau khổ nhiều lắm. Bởi vì luôn luôn mình thấy nó mất mát cái gì đó lớn lao. Nhưng mà nghĩ cho số đông thì mình lại nghĩ khác. Đây là một cái cơ hội mai để mình nên tiềm tàng, mình nên ẩn tu. Cho nên cuộc đời mình mới thấy thế, thấy nhân tình, thấy như vậy đó, thôi thì mình ẩn tu. Thấy từ cái danh lợi, từ cái chùa chiền, từ cái phe đảng mà nó để trở thành triệt hạ lẫn nhau như vậy, thôi ẩn tu đi. Cho nên đời tôi tới bây giờ này, tôi cũng nghĩ là tôi không lập chùa. Cái duyên của tôi nghĩ rằng mình nên giai đoạn này nên ẩn tu và nên có một cái am là đủ rồi. Mà đừng ham có tín đồ đông. Có tín đồ đông nó sẽ phế nhiễu, nó sẽ phiền não mình. Dí như cái cây khô mà để chim chóc nó đậu nhiều quá thì cái cây nó sẽ gãy, y như lời Phật nói. Cho nên lúc này đối với tôi thì tôi chỉ nghĩ mình có một cái am tranh, mình có một cái gọi là cái chỗ chui ra chui vào để mình dịch kinh, mình viết sách, mình giảng đi là đủ rồi. Đừng ham tín đồ đông, đừng ham làm chùa, đừng ham gom tụ để mà làm cái gì đó để mà cho kinh thiên động địa hết, mà phải ẩn. Bởi vì trên cuộc đời này, hồi xưa chư tiền bối có nói phải thời thì kê quá phụng, không phải thời thì dầu là phụng cũng phải làm gà thôi. Không gặp thời mà anh nghĩ anh là phụng hoài thì anh cũng bị nó chặt cánh. Cho nên nó phượng hoàng đậu nhấn treo leo, chẳng qua thất thế phải theo đàn gà, chờ khi mưa thuận gió hòa, thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng. Nếu số phận ta là phượng hoàng thì hoàn cảnh nào ta cũng là phượng hoàng thôi. Còn số phận ta là gà thì hoàn cảnh nào ta cũng là gà thôi. Cho nên tôi nói tới đây tôi nhớ thời của ngài Lý Công Quẩn á ha. Khi Lý Công Quẩn vào chùa ở với Lý Khánh Vân, Lý Khánh Vân không dạy được Lý Công Quẩn, bởi Lý Công Quẩn là người thông minh, mà người đỉnh đạt, mà người có cái tánh hay chống lại. Cái gì không phải nói mà nghe không lọt lỗ tai là chống lại. Cho nên ngày hôm nọ thiền sư Vạn Hạnh mới tới thăm sư Lý Khánh Vân, thấy tướng của Lý Công Quẩn. Thiền sư Vạn Hạnh là một người tu hành đắc đạo, cho nên thấy được tướng Lý Công Quẩn là biết cái tướng anh này là làm vua, anh này là trơn mạng đế vương. Mới dò hỏi với Lý Khánh Vân thì chứ thưa thầy, huynh à, thấy cái cậu bé kia, cậu bé còn để chỏm kia đó, như thế nào? Thì thiền sư Lý Khánh Vân mới nói rằng, ồ, cái thằng bé đó nó ngỗ nghịch lắm, tôi dạy hoài mà nó không nghe. Thế thì thiền sư Vạn Hạnh nói, ồ, ngài dạy nó không nghe thôi, ngài cho tôi đi, tôi đem về tôi dạy nó cho. Bởi vì cái dạy của Lý Khánh Vân dạy Lý Công Quẩn để làm thầy tu, nhưng mà ngược lại cái nhìn của thiền sư Vạn Hạnh á, thấy Lý Công Quẩn là chân mạng đế phương chứ không phải thầy tu, cho nên thiền sư Vạn Hạnh mới đem Lý Công Quẩn đem về để giáo hóa, để dạy dỗ cho cái đạo đức, dạy dỗ cái đạo đức cho Lý Công Quẩn để trị dân trị nước. Rồi sau đó thấy Lý Công Quẩn tướng tá khôi ngô mà mạnh mẽ như vậy, cho nên rước các thầy dạy võ về dạy cho Lý Công Quẩn, cho nên để trở thành một con người khi thành niên á thì văn võ song toàn, đạo đức và võ nghệ tinh thông đó. Cho nên tôi chia sẻ cho các vị vậy. Cho nên cái người tu á, mình phải biết thời. Dầu rằng người thế gian họ có nói thời thế tạo anh hùng, chứ không phải anh hùng tạo thời thế. Cho nên người tu phải nhắm cái thời. Cái duyên nó đến thì mình làm đạo, duyên nó đến thì mình
mình cố gắng, mình làm hết lòng, nhưng mà duyên chưa đến thì mình phải chấp nhận làm con phượng hoàng, mà phải sao, thay lông đổi cánh, phải chấp nhận theo đàn gà. Đối với tinh thần Phật đạo cũng như vậy, những người hảo tâm đến với đạo đó là những người có căn lành nhiều đời đã trồng cái tâm bảo rồi, cho nên hoàn cảnh nào người ta cũng phững lòng hết, và cái ý chí của họ không xa rời đạo. Dầu họ gặp phải cái chuyện phong ba, dầu họ có bất trắc, dầu họ có nghe cái này, nghe cái kia, nghe cái nọ thị phi, nhưng mà lòng họ vẫn có niềm tin đối với đạo. Còn đó, cái hạng thứ hai mà đến với đạo, dầu là xuất gia tại gia cũng có hạng này, đó là gì? Hạng khổ tâm đến với đạo. Hạng khổ tâm là cái vì hoàn cảnh họ đến với đạo, gia đình có những cái sự gì đó cho nên họ đến với đạo. Họ đối với đạo bằng cái việc thay đổi trong cuộc sống. Họ đối với đạo bằng cái sự khổ đau. Họ đến tìm một cái nơi yên tĩnh. Họ nghĩ rằng đạo là cái chỗ nơi nương tựa. Nhưng mà người này tu hành nó khó lắm. Khó hơn cái người hảo tâm đến với đạo. Là nó khó chỗ gì? Nó khó là tại vì cái chướng duyên nó nhiều quá đi. Cho nên trên bước đường tu hành á, họ thường hay nghĩ sai lệch, họ ghen tị, họ ích kỷ, họ hờn giận, họ trách khứ. Cho nên á, những người này á, họ phải trải qua cái quá trình mà họ diệt hết cái khổ thì họ mới được cái hảo tâm. Như vậy tất cả Phật tử đang nghe tôi giảng đây nè, các vị thử coi mình, xét coi mình một trong hai hạng nào. Hai hạng này mình là một hạng nào trong hai hạng? Coi mình khổ tâm để mình đến với đạo, hay là mình hảo tâm để mình đến với đạo. Nếu vị nào hảo tâm đến với đạo đó, mình tự nhận ra ngay thôi. Mình coi như là cái chuyện gì mình cũng coi như bình tâm, chuyện gì mình vẫn đi tới, chứ mình không có sụt lùi. Bởi vì đường đạo nó thênh thang, chân ai nấy bước, và gọi là nóng lạnh tự biết, giải thoát cho mình chứ đâu có giải thoát cho người. Còn cái hạng khổ tâm đến với đạo là cứ tối ngày soi bói chuyện của người, nhìn chuyện của người, rồi cứ hơn thua với người, hờn giận trách cứ với người, nghĩ sai lệch về người. Cho nên nội mà diệt được cái chỗ đó thôi đó thì các vị thấy đã là khó rồi đó các vị. Vì vậy mà tôi có lời khuyên tất cả chư huynh đệ đang nghe pháp đây một cách chân thành, mình phải coi mình hạng nào trong hai hạng này. Đành rằng hai hạng này đều có tấm lòng tu hành hết á. Hạng hảo tâm cũng vậy mà hạng khổ tâm cũng vậy. Nhưng sai biệt rằng là hạng khổ tâm mà tu hành thì nó cực hơn. Nó cực hơn là vì phải trải qua cái giai đoạn diệt cái khổ tâm. Khi diệt hết khổ tâm rồi thì tu hành mới thăng tiến được. Cho nên phát tâm đến với đạo thì đông, nhưng mà hạng hảo tâm á, nó hiếm hơn hạng khổ tâm. Mà Phật pháp thịnh hay suy á, thì do cái hạng hảo tâm nhiều ít. Nếu như hạng hảo tâm xuất gia, hạng hảo tâm là Phật tử tại gia nhiều thì coi như Phật pháp thịnh. Còn cái hạng mà vì nghèo đói vào chùa tu, vì khổ vào chùa tu, vì hoàn cảnh vào chùa tu là xuất gia. Rồi Phật tử cũng vậy, vì khổ quá cho nên nương tựa vào chùa để tụng kinh cầu thoát khổ, vì đau thương quá cho nên phải vào chùa để cầu nguyện vãng sinh, để nhờ bề trên che chở, vì thế này vì thế khác cho nên mục đích vào chùa là để nương tựa, mà nương tựa bằng tha lực thì coi như là Phật pháp, nó báo hiệu là Phật pháp suy. Phật pháp suy tàn ngày nay á, tôi nói các vị á, mình nhìn thấy ngày nay Phật pháp nó rần rộ như vậy, nhưng mà tôi đã có lần chia sẻ là giống như cây bồ đề, nó diêm già che mát, nó lá cành rất là nhiều, nhưng hột nào hột nấy nó bằng đầu ngón tay thôi. Phật ngày nay chùa nào cũng đông hết trơn, các chùa là có Phật tử tới, có chùa là có người tới, nhưng mà cái hạng hảo tâm rất ít. Đây là sự thật. Tôi nói như vậy, các vị nếu nói là tôi nói sai, không đúng thì tôi cũng đành chịu thôi, chứ đó là sự thật. Ngày nay các vị thấy nhìn kỹ coi, đi đến chùa được mấy người trí thức, mấy người học đạo, hay là đại đa số đến chùa để cầu nguyện, để vãng sinh, để tạo cái phước thôi.
chứ còn học đạo không mấy người, hảo tâm không mấy người, mà khổ tâm thì nhiều vô số người đến với đạo. Vì gia đình có người mất cho nên họ kéo nguyên gia đình nội ngoại tới để mà làm lễ cầu siêu, cho nên buộc lòng á thì cái chùa đó phải dụ, phải khuyên họ quy tâm bảo. Cho nên nhờ cầu siêu một người chết trong một cái gia đình, cho nên họ phải tới chùa bảy cái thác rồi. Bảy cái thác cho nên họ tới lô thì ít nhiều cũng có vài vị coi như là phát cái tâm quy y. Nếu là Phật giáo, nếu chưa quy y là quy y, còn quy y rồi thì chùa nào lo, mà lo một cách đàng hoàng, lo một cách tế nhị, đừng đặt tiền đặt bạc gì hết trơn, đừng ra giá thì sao, sẽ thu hút được cái gia đình đó thêm vài tín đồ bổn đạo nữa. Các vị thấy không? Cho nên nhìn lại Phật giáo chúng ta ngày nay nói chung, trong đó có Phật giáo của người Việt mình á, là nó đang thời hưng nhưng mà thời suy, thời thịnh mà nó thuộc thời suy. Như vậy tôi nhắc trở lại, Phật Pháp thịnh hay suy là do cái hạng hảo tâm nhiều hay ít. Giá như một vị thầy mà hướng dẫn toàn là những người khổ tâm thì cực khổ thêm nhiều. Những người khổ tâm nó đến với mình trước sau gì nó cũng sôi bối, nó cũng bỏ mình thôi à. Nó khổ tâm với một cái chùa nào đó, nó khổ tâm với một ông thầy nào đó, nó đến với mình là tại vì sao? Mình làm cho nó được một cái tia sáng. Nhưng mà khi nó được một cái tia sáng, nó đặt hy vọng vào rồi đó, nó đặt trọn niềm tin, nó đặt trọn hy vọng, mà nó hy vọng nhiều chừng nào thì sao? Nó sẽ dễ đổ vỡ nhiều chừng đó. Cho nên mấy thầy làm đạo phải cẩn thận cái việc này. Tôi rút kinh nghiệm rất nhiều cái việc này, cho nên những người đến với tôi, hết lòng với tôi, thì thường hay là tôi quở trách nhiều hơn tôi khen tặng. Bởi vì mình khen tặng nhiều chừng nào thì nó sẽ ngã mạn tự cao và nó sẽ phá pháp chừng đó. Cho nên một ngày nào đó mình không nghe theo nó, mình không khen tặng nó thì nó quýnh ngược lại mình thôi. Đó là sự thật như vậy. Cho nên mấy thầy đừng có ham là có Phật tử ruột, có tín đồ chân thành. Không có chân thành đâu. Cuộc đời nó không có chân thành đâu. Nó là cái hạng khổ tâm. Nó đang bất mãn một vị thầy nào đó, một chùa nào đó, nó đến với mình trước sau gì nó cũng so đo. Mà nó so đo được mình rồi thì nó sẽ so đo được với người khác. Như thế và cuộc đời của nó cứ lùi tới để nó so đo, chứ nó không phải tiến tới để nó học đạo. Nó học được năm ba chữ là bắt đầu nó sụt lùi để nó so đo tính toán rồi. Cho nên nhìn lại Phật giáo nói chung, mà nhất là Phật giáo của chúng ta, nó bắt nguồn từ bên Trung Quốc á, thì các vị thấy nó có những lần pháp nạn. Tuy là tôi nói hồi nãy giờ chứ tôi vô cái chỗ nhiếp thọ chánh pháp rồi đó nghe. Các vị đừng tưởng đâu thầy nói lề ngoài lề nha. Nói hồi nãy giờ mà tôi nhầm dẫn dụ cái danh từ nhiếp thọ chánh pháp. Phật giáo Trung Quốc cũng như Phật giáo Việt Nam, nó có rất là nhiều lần pháp nạn. Chữ pháp nạn ở đây các vị suy nghĩ coi, thường thường nói pháp nạn Phật giáo. Như ngày nay á, ngày nay có nhiều vị cũng nói là ngày nay là cái ngày pháp nạn, cái thời cuộc mà pháp nạn Phật giáo. Pháp nạn Phật giáo không phải là không có chùa, không phải là không có tăng, mà pháp nạn đây bởi nhiều chùa và nhiều tăng. Nói câu gì chúng nó hết hồn. Nói như vậy đại chúng hết không? Theo lẽ pháp nạn Phật giáo là không có chùa, không có tăng. Nhưng mà tại sao pháp nạn ngày nay lại nhiều chùa, tăng đông? Ta nhìn lại lịch sử Phật giáo, trong đó nó kết hợp với lịch sử của nhân loại á, thì các vị thấy Phật giáo Việt Nam ta đó, thì Phật giáo nó được thịnh hành nhất ở từ cái thời Đinh, Lê, Lý, Trần, bốn thời kỳ. Còn Phật giáo của Trung Quốc á, bắt nguồn từ cái chuyện mà chư vị tổ sư, lịch đại tổ sư đời Đường, rồi cho tới đời Thanh. Hai đời này là Phật giáo cực thịnh. Trong đó chính giữa là có thời nhà Châu nữa cơ. Nhưng mà nhà Châu thì hoàng đế Võ Tắc Thiên thì làm vua được có mười mấy năm thôi. Ta trước mắt ta nhìn lại cái Phật giáo thời Đường là cái thời cực thịnh nhất. Vua Đường Thái Tông kết nghĩa với Pháp Sư Huyền Trang, làm Pháp Sư Huyền Trang làm ngự đệ của vua Đường.
và phong pháp sư Huyền Trang làm quốc sư đương triều mà. Thế là khi ngài Huyền Trang lên làm quốc sư đương triều, học từ ở A Lăng Đà ở ở Ấn Độ về lại làm việc cho thời Đường đó, của Đường đó, thì các vị thấy bao nhiêu chùa chiền được mọc lên, bao nhiêu tăng chúng được kính trọng bảo hộ, nào là lập ra những cái dịch thuật nè, rồi chú tác nè, rồi lập lên được cái Hàng Lâm Viện nữa. Cho đến thời kỳ này đi đâu cũng gặp chùa, mà đi ra đường là gặp tăng. Rồi hết thời pháp sư Huyền Trang á, là hết cái thời Đường á, thì tới thời nhà Châu của hoàng đế Võ Tắc Thiên thì có đại sư Thanh Lương, đại sư Hiền Thủ. Cho nên á, đại sư Thanh Lương được nhà Châu cung cấp cung kính để mà dịch cái bộ kinh Hoa Nghiêm, để thành tựu cái tông Hoa Nghiêm. Hai thời kỳ nhà Đường và nhà Châu thì chùa nhiều, tăng đông, quyền lợi lớn. Nhưng mà sau khi hai pháp sư này, ngài Huyền Trang và ngài Thanh Lương viên tịch rồi đó, thì bắt đầu sao? Thiếu cái người học uyên bác, thiếu người tu hành có đạo đức. Cho nên đó, đối tượng tôn kính lại không có. Bây giờ tới Đường Võ Tông lên ngôi thì nghĩ cái cách này cách khác để phá diệt Phật giáo. Phá Phật tức là diệt đạo Phật. Mà lý do tại sao Đường Võ Tông lên ngôi rồi tìm cách diệt đạo Phật, vì sao? Vì lúc đó đó chùa ruộng, chùa nào cũng ruộng đất tài sản quá nhiều. Tài sản ruộng đất quá nhiều, cho nên ông vua Đường Võ Tông ông sợ rằng là cái của quốc gia thua cái của Phật giáo, rồi nó có loạn đi. Cho nên ông mới ra cái chiếu thị tịch thu đất điền tài sản của chùa xung vào công quỹ. Đó là nói về việc chùa. Đối với việc tăng á, thì bây giờ tăng quá đông, cho nên Đường Võ Tông mới mở ra một cuộc khảo thí. Khi mở ra cuộc khảo thí á, thì mới phát hiện ra có nhiều vị tăng không thuộc một bài kinh, có nhiều vị tăng không nói được một ý nghĩa Phật pháp. Cho nên phát hiện nhiều vị tu sĩ tu giả không học đạo, nghĩa lý không thông, chẳng thuộc kinh tạng gì hết, chẳng thuộc kinh tụng gì hết. Cho nên thế là vua Đường Võ Tông phải bắt các vị tu sĩ này phải hoàn tục đi lính, hoàn tục phải ra đời để mà là làm lính. Đó là tôi nói về thời Đường, thời Châu, thời Đường trở lại. Cho tới đời nhà Thanh, đời nhà Thanh một lần nữa Phật giáo cực thịnh, thì vua nhà Thanh đó là vua Càn Long mới tuyên bố là đời của trẫm, hãy gặp tăng là trẫm phải cúng dường, hãy thấy Phật là trẫm phải lại, thấy chùa hư là trẫm phải tu bổ. Ông vua Càn Long tuyên bố ba việc đó. Đời của trẫm, hãy gặp tăng là trẫm cúng dường, hãy gặp thấy Phật là trẫm phải lại, hãy thấy chùa chiền hư là trẫm phải tu bổ. Cho nên chùa nào mà được vua Càn Long đi ngang qua rồi đó, đi đến viếng rồi đó, thì chùa đó phải dựng một tấm bia. Dựng một tấm bia để chi vậy? Để cho bá quan văn võ mà nếu ai mà có đi ngang cái chùa này là đều phải xuống xe xuống ngựa. Bởi vì vua Càn Long á, tin Phật pháp tới mức độ mà đến cổng chùa là đích thân vua phải xuống ngựa, xuống xe, xuống lông xa mà đi lội bộ vào tới điện Phật để lễ. Bị ông phát nguyện ba việc mà: đời của trẫm hay gặp tăng là cúng dường, gặp Phật là lại, mà thấy chùa hư là phải tu bổ. Cho nên á, phải dựng cái bia để tất cả bá quan văn võ thường dân sau này hễ đi đến cái chùa đó là phải xuống ngựa, dầu là địa vị thế nào không biết, phải xuống ngựa, phải nhớ rằng cái nơi này là có vua Càn Long đã tới rồi. Cho nên người xưa họ nói câu á, ma đao hận bất lợi mà đao lợi thương chỉ nhân, mài dao chỉ giận dao không sắc, mà dao sắc coi chừng dễ đứt tai. Cầu tài hận bất đắc mà tài đa hại tự kỷ, cầu tiền bạc chỉ lo không nhiều của, chứ của nhiều, tiền bạc nhiều thì dễ hại đến mình ngay. Tri túc thường túc, trung thân bất nhục, mà tri chỉ thường chỉ, trung thân bất sĩ, có nghĩa là biết đủ thường hãy tạm vừa, suốt đời không thể bao giờ nhục thân.
biết dừng thường hãy dừng tay, trọn đời ta trách được phần hổ ngươi. Cho nên theo cái quy luật cực thịnh rồi phải cực suy đồi và ngược lại, thì Phật giáo chúng ta cũng như vậy, rồi Phật giáo Việt Nam cũng vậy. Nói nãy giờ tôi đang giới thiệu Phật giáo Trung Quốc, tới thời Phật giáo Việt Nam thì thời Phật giáo Việt Nam thịnh suy nhất là bốn thời kỳ gọi là Đinh Lê Lý Trần. Đời nhà Đinh là của Đinh Tiên Hoàng thì có Pháp Sư Ngô Chân Lưu. Pháp Sư Ngô Chân Lưu mà ta gọi là Khuôn Việt Đại Sư. Khuôn Việt Đại Sư là ngoài cái tài năng ra là còn là một nhà tu hành đắc đạo, có đạo đức, có giới hạnh đàng hoàng. Cho nên Phật giáo thời đó thịnh là nhờ các bậc chân tu thật đức làm rường cột. Có điều lạ là Khuôn Việt Đại Sư không nhận chức tước. Có việc thì Khuôn Việt Đại Sư ra giúp vua, giúp nước. Nhưng mà xong việc rồi thì trở về chùa ẩn tu chứ không có chịu làm quốc sư. Đến thời nhà Lý thì có thiền sư Vạn Hạnh. Thời này thì thiền sư Vạn Hạnh là quốc sư. Thiền sư đến chùa Tiêu Sơn như tôi đã nói là gặp Lý Khánh Vân mới thấy diện mạo của Lý Công Quẩn như tôi nói lúc đầu. Đã cho nên các vị thấy tất cả những vị tu hành mình xét lại xưa cũng như nay thì mình thấy hiện giờ Phật giáo của chúng ta thấy nó thịnh nhưng mà đã đến hồi gọi là suy là như vậy. Suy là như vậy. Mà thời của các vị xưa đó, người ta quan niệm là trúc ly mau xá phong quang hảo mà đạo viện tăng phòng tổng bất như. Có nghĩa là người tu á, dậu tre nhà lá nhưng mà quang cảnh đẹp. Còn mà diện mạo dầu có chùa to Phật bự tăng phòng đẹp nhưng mà vẫn kém xa. Còn mình ngày nay, cái thời của ngày nay là mình phải xây cho đẹp, xây cho rộng, làm cho lớn, làm cho nó cẩn ốc mạ vàng, làm cho nó trang hoàng, làm cho nó tươi tốt vân vân, nhưng mà thật sự ra nó đạo đức kém. Còn thời của các vị tổ sư, các vị tu hành đạt đạo thì trúc ly mau xá phong quang hảo, có nghĩa là dậu tre nhà lá mà người ta vẫn đó là cho đó là quang cảnh đẹp. Cho nên các vị tổ người ta tu hành, người ta lên non, ta lên núi, ta tìm mé núi chân rừng là như vậy. Nhưng mà thời cuộc mình thì nó lại khác đi. Thôi thì tôi không nhắc tới nữa. Cho nên trên bước đường tu, trên bước đường mà gọi là tiến về Phật quả đó, thì tôi có lời khuyên các Phật tử cũng như tôi khuyên chính tôi á, đường ta đi, chân lý thì ta cứ bước tới. Mặc tình ai thị phi, mặc tình ai chống phá. Những người mà chống đối mình á, có khi lại là người tốt cho mình. Những người mà bưng bít mình, định bỡ mình, đưa mình lên, có khi nó là cái tai hại. Bởi vì nhiều lúc mình bị lệ thuộc trong sự khen tặng, trong sự bưng bít đó, cho nên nó bưng lên mái nhà rồi nó để đó, nó rút cái thang. Còn những người mà chống đối ta đó, làm cho ta thêm một sức chịu đựng khó khăn để mình luyện sức kiên nhẫn và tinh tấn nhiều. Cho nên tôi có điều nghĩ như vậy, để tôi an ủi tôi như vậy. Cho nên người tu ta cứ nhìn phía trước mà ta đi thẳng. Người tu mà cứ thọ hưởng cúng dường coi chừng nhiều quá nó trở thành người tăng thượng mạng. Vì vậy Thắng Nga Phu Nhân mới phát ba lời nguyện lớn trước Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nguyện lời nguyện chân thật này làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh. Xin do căn lành, đời đời thọ sinh đều được trí tuệ như chánh pháp. Đó là nguyện lớn thứ nhất. Đây là cũng nhiếp thọ chánh pháp. Có ba lời nguyện của Phu Nhân Thắng Mang, ba lời nguyện tôi xin đọc lời nguyện thứ nhất lại. Xin Bạch Thế Tôn, con xin đem lời nguyện chân thật này làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh. Không riêng, không riêng tư, không cá nhân, không vị tình, không vị nể. Cho nên cái lúc đầu tôi giảng, tôi có nói các Phật tử, nếu đạo mà hiến tặng được, giành giật được, thì người ta đã giành giật cho người thân của người ta rồi, chứ không đem giảng ra bên ngoài được. Cho nên vì vậy đạo nó không của riêng ai. Cho nên đến với đạo
Mà người nào còn tỷ hiềm, người nào còn ích kỷ là người đó tự mình đánh mất cái đời sống an lạc của mình, tự mình coi như là giết chết cái hạt giống rộng mở của mình thôi, không có gì phải buồn lo. Cho nên lời của Chúa Thánh Phaolô sau khi phát nguyện 10 điều thọ lãnh xong rồi thì phu nhân Thánh mang lại phát nguyện thêm ba cái nguyện đó. Ba cái nguyện này như là then chốt, như là tóm lại, như bảo đảm lời thọ lãnh chắc chắn kia. Con nguyện đem cái lời nguyện chân thật này làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh. Và xin do cái căn lành này đời đời con thọ sinh đều được trí tuệ như chánh pháp. Đó là nguyện lần thứ nhất. Đây là lời nguyện đầu tiên của Phu Nhân Thắng Mang. Chứ nguyện là mong muốn. Nguyện trong nhà Phật không phải là lời cầu xin hay lời mong muốn suông, mà có được thực hiện đúng theo đúng được, nhưng mà phải theo quy luật nhân quả. Dầu nguyện nào đi chăng nữa cũng theo quy luật nhân quả. Cho nên đối thí dụ như các vị thường thường các vị đọc kinh mà các vị không có hiểu cái lý, cho nên người ta nói đọc thư cầu chúc cái gì đó, đọc chúc để cầu minh. Đọc kinh mà không có hiểu cái lý, thí dụ như nguyện Đức Phật Di Đà có bao nhiêu lời nguyện. Lời nguyện nào đó là nguyện nào cũng lắm quay thần, nguyện nào cũng đặng về phần lạc ban. Thật sự Phật Di Đà nguyện chứ cái làm thành tựu được hay không là do mình. Cho nên ông Phật Di Đà ông khôn lắm. Nguyện rằng sau khi con thành đạo Bồ Đề, con thành lập cái nước cực lạc tịnh độ của con, nhưng mà con không chứa ba điều ác. Nói câu đó thôi là cũng đủ chết dịch rồi. Vậy mà có nhiều người không chịu hiểu cái lý, mà cứ nói là niệm mười nguyện, niệm mười niệm cái được Phật Di Đà rước. Rước ai? Rước người nào? Rước cái người nào mà không có ba điều ác, không có ba cái tội lỗi là tham sân si, không có ba độc đó và không có đọa trong tam đồ ác đạo thì ông Phật Di Đà mới rước chứ. Mà thật sự ông đó ông rước chứ ông chẳng rước ai hết á. Nói rước mà không cần rước. Bởi vì nó tương ưng mà. Cho nên cái thua thiệt của Phật tử chúng ta tụng kinh mà không hiểu lý. Phật Di Đà nguyện như đó. Sau khi thành tựu nguyện thanh tịnh rồi, thành tựu đạo quả rồi, xây dựng cái cõi cực lạc rồi, nước cực lạc không có chứa ba điều ác, không có chứa hạng địa ngục, không có chứa hạng ngạ quỷ, không có chứa hạng súc sanh. Bây giờ mình còn tham rần rần đi nè, mà ông rước về đó để dành ăn hàng chi. Mình còn sân rần rần rước về đó để quýnh lộn hàng chi. Mình còn si mê, ông rước về đó để làm gì? Cho nên cái điều mà chư Phật nguyện trong mười phương thật sự đại nguyện thì thanh tịnh, đại nguyện là rộng lớn, nhưng mà thật chất cái chuyện thành tựu là do con người, do mỗi ý thức của chúng ta có phát cái tâm tu hành và để tương ưng với đại nguyện đó hay không, đó là điều muốn nói. Như vậy thì muốn có cực lạc, muốn có tịnh độ của Phật A Di Đà thì trước mắt và phải tín nguyện hành. Tín là lòng tin, dĩ nhiên lòng tin phải sâu sắc. Lòng tin nó có 6 cái tin là tín sự, tín lý, tín tự, tín nhân, tín tự, tín tha, tín nhân và tín quả. Nhưng mà lòng tin này nó phải thâm tín cơ. Thâm tín để rồi phát nguyện rằng con sẽ cố gắng hành trì, con sẽ cố gắng tu tập để con diệt trừ tham sân si, để con diệt trừ những cái phiền não nhiễm ô, thì bây giờ con tự nhận ra cái cõi an lạc thanh tịnh ngay chính lòng con, thì lúc đó con du hành tự tại. Du hành tự tại có nghĩa là con lạc bước được tới cái cõi tịnh độ, cõi Phật A Di Đà mà lúc nào không cần phải bay cao nhảy xa gì hết. Tỳ kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Nếu muốn có cái cõi Phật thanh tịnh thì trước hết tâm phải tịnh. Mà khi tâm đã tịnh thì có cõi Phật tịnh.
Cho nên đào ao không chờ trăng, mà ao sông trăng tự đến, gọi là khai trì bất thờ nguyệt, trì thành nguyệt tự lai. Nhưng mà cái người tu hành tịnh độ không thấu được cái lý đó, cứ nghĩ rằng niệm Phật cho nhiều, la cho lớn, ó ré cho hung, cứ ngồi đó niệm, kêu cái tên Phật đó ra rồi Phật cứu không có. Đã là Phật thương tất cả chúng sanh mà không thương ai hết, mà không thương ai hết mới là thương tất cả chúng sanh. Chứ Phật mà còn cái kiểu mà ai cầu Phật, Phật cứu, ai không cầu Phật bỏ thì Phật từ bi ở chỗ nào? Các vị phải hiểu như vậy để các vị tu hành nó mới đắc đạo chứ. Còn các vị hiểu vào cái kiểu mà cúng Phật, Phật mới cứu, cầu Phật, Phật mới mới ban ơn, thì như vậy các vị coi thường Phật chứ các vị đâu có cung kính Phật. Coi thường Phật. Nhưng mà tôi nói như vậy thì người ta không chịu. Ta không chịu là cái người mê nó không chịu, chứ người giác là họ nghe họ bằng lòng liền. Người giác mà cái người hảo tâm đến với đạo là nghe là vui mừng, tự vui mừng liền, tự vỗ tay, tự cười tươi liền, chứ không có phiền. Còn người mê nó nghe mấy cái này là nó chịu không nổi. Phải kêu Phật, Phật mới cứu, phải cầu Phật, Phật mới cứu chứ. Phật là pháp giới tàn thân, A-di-đà là A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, hay nói khác hơn là ông Phật của vũ trụ. Mà ông Phật của vũ trụ thì đâu phải phương Tây mới có, mà toàn thể pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Hãy nơi nào mà có cái không gian là cái tâm hồn rộng mở thì nơi đó có Phật A-di-đà len lỏi vào. Còn nơi nào mà úp dày đặc như vậy thì Phật A Di Đà làm sao chui vô được. Nó tuyệt vời cái đạo lý của đạo Phật, nó chân lý, nó lẽ thật nó như vậy mà người tu không có chịu hiểu. Cứ cho Phật tử đi vòng vòng, dẫn Phật tử đi vòng vòng để cầu nguyện vang sinh, lễ lộc lễ lại cúng bái. Mà lễ lại cúng bái thì tốt, có phước, nhưng mà không dạy cho người ta lại như thế nào. Phải biết là lại Phật giả là kính Phật chi ân, niệm Phật giả là cảm Phật chi đức. Không biết là mình niệm Phật là mình cảm ơn đức của Phật để mình tu hành, mình chuyển hóa cái ý thức của mình, cho mình được cái tâm thanh tịnh bằng cái tâm thanh tịnh chư Phật thì nó mới tương ưng chứ. Chứ còn cái mình là cái sợi dây chuối mà đòi nối với sợi dây đồng để nó ra điện thì làm sao nó ra điện được các vị? Cho nên đạo Phật nó tuyệt vời lắm mà Phật giáo mình ngày nay nó đang cái giai đoạn suy là vậy. Suy là tại vì nó suy đồi, là không có người học đạo rõ ràng, không có người nói sâu vào chánh pháp, không có người nhiếp thọ chánh pháp, mà cứ nói pháp chứ không nói chánh pháp. Nói pháp là nói cái gì? Nói pháp là nói cái mà để cho người ta vui, người ta phục vụ cho ăn mặc ở ngũ uỷ thế gian, người ta vơi đi phần nào khổ đau, để người ta xoa dịu trong tức thời. Còn nói chánh pháp để cho người ta mở mang trí tuệ thì thật sự rất ít. Mà tại vì lý do là cái người mà chấp nhận nhiếp thọ chánh pháp cũng không có bao nhiêu. Có nghĩa là người hảo tâm đến với đạo không bao nhiêu. Mà người khổ tâm đến với đạo thì nó nhiều vô số kể, cho nên nó không có đủ, với thầy không có đủ cái sức mà để chuyển vận bánh xe pháp. Bởi vì nói kiểu mà nói như tôi về nói chánh pháp, tôi tự cho mình nói chánh pháp đó. Nhiếp thọ chánh pháp như thế này, nhắc nhở Phật tử như thế này là coi như từ đối cho tới đối. Thậm chí mà nói coi như là Phật tử nói, ô cái ông thầy gì mà nói cái kiểu mà nghe không được. Tôi xưa nay tôi đi chùa, tôi cầu nguyện, tôi lại lục, tôi niệm A Di Đà để tôi chết rồi cái hồn tôi nó bay về đó. Mà thầy bây giờ thầy nói không có, như vậy là thầy là tu cái gì? Nó nội bao nhiêu đó là nó cũng đủ quýnh tôi tơi tả rồi. Chứ đừng nói chi còn những cái hạng ganh tị hiềm đủ thứ nữa. Cho nên tôi nói các vị, cái chánh pháp trí hay là cái nhiếp thọ chánh pháp không phải dễ dàng ai cũng tiếp nhận được. Bởi vì chánh pháp trí thì cái pháp đúng gọi là như thị mà tạo tác bởi thân khẩu ý ít nhầm lẫn, và lấy cái việc tự lợi lợi tha thì mới hoàn mãn chánh pháp trí. Cho nên phu nhân làm mọi thiện nghiệp chỉ để có cái trí tương ưng của chánh pháp trí đó. Trí này là cái quả của 10 nguyện ban đầu kia, 10 cái thọ lãnh ban đầu kia, cũng là cái nhân giúp cho phu nhân thực hiện được 10 quần thể ngày càng sâu rộng.
Trí đó cũng là nền tảng để phu nhân có thể thực hiện hai cái nguyện sau được viên mãn. Cho nên nguyện đời đời, bất cứ khi nào phu nhân có mặt ở thế gian này, bà cũng nguyện nhiếp thọ chánh pháp. Vì có nhiếp thọ chánh pháp thì mới thực hành được ba la mật, thực hành được hoằng thể nguyện đúng với tinh thần của nó, và giảng nói không nhàm mỏi, và nhiếp thọ chánh pháp không tiếc thân mạng. Cho nên ba cái loại trí mà nói đó, đó một là nhất thiết trí hay còn gọi là thế gian trí, thứ hai là đạo chủng trí, và thứ ba là nhất thiết chủng trí. Cho nên cái trí của chư Phật trong mười phương thành tựu được gọi là ba cái trí đó. Thứ nhất là nhất thiết trí. Kinh nói trí thế gian hay là nhất thiết trí là tất cả ngoại đạo phàm phu chấp trước có không. Chấp trước có không là muốn nói trí này vẫn chưa ra ngoài nhị biên phân biệt, vẫn thấy các pháp là thật có, tuy vậy gọi là trí thì thấy cái này phù hợp với luật nhân quả thế gian. Chỉ một việc đơn giản trong đời sống là muốn có nước sôi thôi, thì ta phải biết nhân nào tương ưng như quả nào. Đó là phải đun nước lên bằng lửa, bằng điện để cho khi nước sôi, tức nước phải thêm cái duyên là lửa hay điện thì mới được cái thành quả là nước sôi. Cho nên nhân phải tương ưng với quả là thế. Nếu mang nước đặt trong tủ lạnh thì không thể có nước sôi. Các pháp thế gian đều theo quy luật tương tự, yêu thương muốn tồn tại lâu dài đòi hỏi phải có sự chung tay từ nhiều phía. Nếu một người vung bồi còn một người phá thì sớm muộn gì cái sự yêu thương kia cũng phải ra đi. Nhân cần tương ưng với quả, mọi thứ ở thế gian này đều theo quy luật nhân quả như thế mà sinh tồn hay hoại diệt. Nếu ta nắm được mặt nhân quả tương ưng này rồi vận dụng nó vào đời sống của mình thì cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp. Mọi thứ trở nên rối rắm bất hạnh là do mình đi sai cái luật nhân quả này. Muốn có cái quả giàu sang lại đi gieo cái nhân lừa bịp, trộm cắp, giật dọc. Muốn có quả trường thọ mà lại đi gieo cái nhân sát sanh hại mạng. Muốn phục vụ cho tốt thì mình phải làm những việc tốt. Như vậy vẫn chúng ta vẫn thấy rằng cái trí thế gian với cái trí phàm phu và ngoại đạo, ở mặt lý họ có thể không nắm được phần lý tổng quát chi phối thế gian này, nhưng người mặc sự họ vẫn vận dụng tốt phần lý trong lĩnh vực họ kinh nghiệm. Cho nên cái trí này gọi là trí thế gian. Còn trí xuất thế gian, trí xuất thế gian là chắc chắn phải nói ngược với cái trí thế gian rồi. Là tất cả thanh văn duyên giác rơi vào chấp trước, hy vọng tự tướng cộng tướng. Xuất thế gian là ra ngoài thế gian. Vì thế nên đến trí thế gian là nói đến thanh văn, duyên giác, những vị tu giải thoát thì gọi là xuất ly tam giới hay là xuất thế gian. Thinh văn thì quả vị tối cùng của họ là A-la-hớn, chư vị ấy ta quán khổ, quán không, quán vô thường, quán vô ngã để trừ cái ngã chấp. Nhưng mà họ lại còn kẹt trong cái pháp chấp là có bồ đề niết bàn. Có cái ngai để ngồi, có cái ghế để trụ. Duyên giác thì quả vị tối cùng là Bích Chi Phật, cũng họ cũng quán khổ, quán không, quán vô thường, quán vô ngã để tiêu trừ ngã chấp. Nhưng nương cái lý thập nhị nhân duyên tu hành. Như vậy hàng nhị đế này, một bên thì lại là nương vào cái lý tứ diệu đế tu hành, một bên là nương vào cái lý thập nhị nhân duyên tu hành, để rồi trụ chấp trong một cái quả vị gọi là bồ đề hay niết bàn. Như vậy còn cái chấp pháp kia cũng chưa phải là người được Đức Phật khen tặng. Anh chỉ mới lìa khổ được vui thôi, chứ anh chưa lấy cái niềm vui đó mà anh hy sinh, anh trở lại với cuộc đời để anh giúp người. Bởi vì thường thường thinh văn và duyên giác họ sợ trần đời này lắm. Trần đời nó nhiều quái quanh, nó nhiều đau khổ, nó nhiều thị phi, nó nhiều chuyện, nó lộn xộn, cho nên họ mau mau họ tu để chi? Để họ giải thoát. Họ giải thoát vì họ sợ quá rồi, sợ mấy bà tám, mấy bà chín quá rồi. Cho nên họ tu mau mau để họ giải thoát. Họ giải thoát, họ trụ trong giải thoát đó, cho nên họ không nghĩ tới cái việc độ sanh. Nhưng mà với tinh thần Phật đạo, với tinh thần Đại Thừa,
thì chẳng những tu hành để giải thoát tự tâm rồi, nhưng phải chấp nhận hy sinh trở lại cuộc đời là một con người bình thường để nhiếp hóa chúng sanh. Đó là tinh thần đại thừa Bồ Tát Đạo. Các vị phân tích, tôi phân tích vậy các vị rõ chưa? Như vậy mình cũng không chê trách thinh nhân duyên giác, vì mình chưa trải qua tới được như họ đâu. Chỉ có Phật Bồ Tát mới trải qua rồi, mới nghĩ tới thương chúng sanh. Còn mình bây giờ mình nói vậy thôi, chứ mình còn phàm phu tục tử thấy mồ mà. Nhưng vì cái hạnh nguyện của chúng ta là Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh, Bồ Tát nguyện, cho nên buộc lòng phải chấp nhận làm sư tử con, làm phượng hoàng con, mà chấp nhận vào tử ra sanh, không nản lòng, không nhục chí, mà phải tinh tấn, phải luôn luôn lấy cái lục độ vạn hạnh là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, luôn luôn lấy cái lục ba la mật đó để làm cái kim chỉ nam, vượt lên trên làm kim chỉ nam. Cho nên nói học đạo là nó hay lắm các vị, mà cái này là đòi hỏi phải có tư duy, phải có học căn bản thôi, chứ không khéo là nói không ra nha. Cho nên tôi thưa các vị là tôi cảm ơn cuộc đời lắm. Có nhiều lúc nó đánh tôi tới bước đường cùng để cho tôi nhận ra cái điểm này. Tôi cảm ơn lắm. Nhưng mà nói tới đây là thôi nghĩ là vừa rồi đó nha. Dừng lại là vừa rồi. Thôi thì tới đây thì tôi cũng, cái tuổi mình nó cũng sắp về chiều rồi. Nó cũng mệt mỏi lắm rồi. Cũng 30 năm coi như là rài đây mai đó lăn lộn rồi. Thôi thì cũng muốn gác kiếm giang hồ rồi đó. Muốn nghỉ ngơi rồi đó. Nhưng mà cái nhiếp thọ chánh pháp và chánh pháp trí tôi không nghỉ nha. Luôn luôn vận hành, luôn luôn vận chuyển, luôn luôn nói mãi, nói chừng nào không nói được thôi. Chứ không nghỉ à. Nghỉ đó là nghỉ cho tự thân. Nhiêu đó đủ rồi. Đó thì tôi phân tích vậy. Còn riêng chư Phật á, thì cái trí của chư Phật gọi là trí thế gian thượng thượng, hay còn gọi là nhất thiết chủng trí, là chư Phật Bồ Tát quán pháp không thật có, thấy chẳng sinh chẳng diệt, lìa các loại có không. Cho nên Như Lai địa nhân pháp vô ngã, duyên tự đắc sinh. Có nghĩa là trí này là trí của chư Phật và Bồ Tát. Bồ Tát thì có từng phần, chư Phật thì được toàn phần. Coi như á, thế như cái chuyện mà nói cái cõi tịnh độ của Phật Di Đà, tại sao nói tất cả mọi người là sen, tất cả mọi người là được trong cái hải hội liên trì, thì mình phải quán chiếu, mình phải suy nghĩ, mọi người đều có tâm Phật. Nói đây không phải riêng kinh A Di Đà mới có, mà chư Phật trong mười phương cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật là người của lịch sử đã tiên thiết là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có khả năng, đều có thể tánh giác ngộ vốn có rồi. Nhưng mà cái thể tánh giác ngộ đó nó đang ẩn ở trong bùn hay là nó vươn lên khỏi mặt nước rồi. Cho nên á, sen á, nó lủi trong bùn nhưng mà nó chờ cái ngày nó vươn lên thì nó cũng gọi là sen. Mà sen từ ở trong bùn nó ra được tới khỏi mặt nước, nó tới không khí là nó vượt tam giới rồi á, thì sen nó mới nở chứ. Không có loại hoa sen nào mà nở ở trong bùn. Nói đây thì hiện giờ đang nghe giảng có cô Vũ Ngọc đó, cô nhớ rằng ngày xưa á, thầy trò mình, huynh đệ mình ở quận 2 á, nhớ. Thường thường thầy trò mình hay ngồi, các Phật tử hay ngồi ngắm sen đó. Cô Vũ Ngọc nhớ ngắm sen không? Nhìn kỹ có loại sen nào mà nó mọc ở dưới nước không, nó nở trong nước không? Dầu hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì sen nó cũng len lỏi cho nó ra tới hư không nó mới nở. Đó là cái điều rõ ràng như vậy. Không bao giờ sen nó nở ở trong bùn hay nó nở trong nước. Thà nó chết, nó mục rũa chứ còn nó không bao giờ nở ở trong nước, mà nó phải ra khỏi nước. Hoàn cảnh nào nó cũng ẹo tới ẹo lui, nó len lỏi, nó ra tới hư không nó mới nở. Có nghĩa là đối với quả vị Phật, cái trí xuất thế gian thì gọi là nhất thiết chủng trí này phải ra tới, ra khỏi tam giới. Thế thí dụ ra khỏi tam giới nó nở thì như là thinh văn duyên giác á, thì nó búp búp. Bây giờ tới Bồ Tát thì nó nở
60-70% tới chư Phật, tới thành Phật vị thì coi như sen nó nở toàn diện, nó nở toàn diện 100%. Cho nên á, nở chừng 30-40% là thinh văn, nở 50-60% là duyên giác, nở 60-70% tới 90% là Bồ Tát, và nở trọn vẹn 100% là chư Phật. Lúc bây giờ coi như là đài sen, gương sen, hạt sen, cánh sen đều trưng bày ra hết. Còn Bồ Tát thì mới nở có 70-90% gì thôi. Đó, cho nên tôi thưa vậy thôi, tới đây nghĩ là vừa rồi, mệt rồi. Bữa nay là giảng tuy rằng nó nhẹ nhàng, nó im dịu nhưng mà có nhiều ý nghĩa, nó thấm thía, mong các vị suy nghĩ. Và còn hai cái nguyện nữa của Phu Nhân Thắng Mang thì ta học vào thứ ba tuần tới. Ngày thứ bảy thì chúng ta học Phật Giáo Lý Nhà Phật Đại Cương. Thứ ba tuần tới chúng ta học hai đại nguyện nữa. Bữa nay mình mới học có nguyện thứ nhất của Phu Nhân Thắng Mang à nghe. Ba đại nguyện mà nguyện thứ nhất bữa nay mình học. Đó là gì? Con xin đem lời nguyện chân thật này làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh. Xin do căn lành này đời đời thọ sinh đều được chánh pháp trí, hay đều được nhiếp thọ chánh pháp. Đó là nguyện lớn thứ nhất của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.